Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào đề kiểm tra cuối học kỳ 1 của môn toán lớp 1, đề số 3. Quý phụ huynh có thể dừng video bài giảng lại cho các em làm đề, sau đó chúng ta sẽ đối chiếu với phần bài chữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 1. Điền số có hỏi chấm con thỏ, tức là các em sẽ nhìn hình bên xem thử có bao nhiêu con thỏ. Ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy, ở hình bên có 8 con thỏ. Các em khoanh vào đáp án A. 8 con. Câu B. Có bao nhiêu quyển sách này ở phía dưới? Nếu như mà cái đề như này, thì các em nhìn, nếu như mà màu sách, thì chúng ta nhìn thấy màu sách là màu xanh này đúng không ạ? Thì ở phía dưới này nó không có cái nào. Nó không có quyển sách nào màu như này cả. Như vậy ở đây không có cái đáp án nào bằng không cả, đúng không? Cũng không có đáp án nào bằng không. Như vậy thì các em đành phải đếm xem thử ở phía dưới này có bao nhiêu quyển sách thôi, quyển sổ thôi đấy. Các em sẽ đếm có bao nhiêu quyển sổ ở tất cả các màu các em đều chọn, đều đếm cả, miễn là có bao nhiêu quyển sổ nó ở phía dưới cái bàn. Chúng ta đếm nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy có tất cả đây là 6 quyển sổ ở dưới bàn. Nếu đúng là xét về màu thì cái này nó không có cái quyển sổ nào màu như thế này ở phía dưới. Nhưng mà không có đáp án nào bằng không cả, nên các em sẽ đếm xem thử ở phía dưới này có tất cả bao nhiêu quyển sổ của tất cả các màu thì các em chọn. Vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy ở đây đáp án C. Ở dưới, đúng không ạ? Người ta đang hỏi ở dưới chứ không phải là hỏi ở trên. Được chưa? Chú ý đọc kỹ đề nhá. Rồi, câu 3. Số nào lớn hơn 6, nhỏ hơn 8? Số lớn hơn 6, nhỏ hơn 8 chính là số 7. Chính là số 7. Được chưa? Số 7 này sẽ lớn hơn 6 và bé hơn 8. Sang câu số 4. 6 trừ đi bao nhiêu để bằng 3? Đây chúng ta có 6 đây, các em có thể dùng que tính. 6 đúng không ạ? Trừ đi bao nhiêu để bằng 3? Như vậy đây là 6 đây, thì chúng ta trừ đi 3 thì sẽ bằng 3. Được chưa? 6 này trừ đi 3 này thì bằng 3. Như vậy ở đây chúng ta có 6 trừ 3 bằng 3. Như vậy thì đáp án đúng chính là đáp án D. Tiếp theo sang câu số 5. Câu số 5, 3 cộng với 4 thì lớn hơn số nào ở phía dưới này? Như vậy các em tính kết quả ra 3 cộng thêm 4, 3 cộng thêm 4 thì bằng mấy? Bằng 7 đúng không ạ? 3 cộng 4 thì bằng 7. Như vậy cái bên này bằng 7 này. Số 7 thì nó lớn hơn số nào trong số các số dưới này? Như vậy trong các số dưới này thì chúng ta thấy là 7 nó chỉ lớn hơn số 6 thôi, đúng không ạ? Trong các số dưới này này thì đây bên này được 7 đúng không ạ? Tính bên này ra bằng 7. 7 lớn hơn số nào trong số các số dưới này? Như vậy 7 lớn hơn 6, các em khoanh vào đáp án A. Sang câu số 6. Điền số 0 cộng 2 cộng 3. Chúng ta thực hiện phép tính này, 0 cộng với 2, khi mà có 2 phép cộng, các em thực hiện lần lượt lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai được kết quả bao nhiêu, các em cộng với cái số cuối này. Như vậy 0 cộng với 2 thì bằng 2. 0 cộng 2 bằng 2. Sau đó các em lấy kết quả 2 đấy cộng thêm 3 nữa thì sẽ bằng 5. Đấy chưa? Lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai được kết quả bằng bao nhiêu cộng với tiếp với số cuối. Như vậy kết quả này bằng 5. Như thế là chúng ta vừa đi xong được các bài trắc nghiệm. Bạn nào chưa xong hoặc là làm chưa đúng thì em có thể dừng lại để soát lại phần đáp án nhé. Tiếp theo cô chuyển sang phần bài tập tự luận.
Phần bài tập tiểu luận của chúng ta có 4 bài. Bài số 1. Kem đếm xem thử số vật hoặc là số con vật nó xuất hiện trong mỗi bức tranh. Sau đó kem điền số tương ứng. Chúng ta có 1, 2, 3, 4. Ở bức tranh này có 4 con mèo. Kem viết số 4. Ở bức tranh này kem sẽ đếm xem thử có tất cả bao nhiêu bánh và kem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy ở đây có 6, kem ghi số 6. Tiếp theo đếm số bông hoa nào. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy kem ghi số 5. Kem đếm số bông hoa. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài số 1. Sang bài số 2. Bài số 2 yêu cầu kem thực hiện các cái phép toán. Chúng ta có 1 cộng 4 bằng 5. Cái này kem có thể dùng que tính hoặc là kem đếm ngón tay. 5 trừ đi 0. Tất cả các số khi trừ đi 0 vẫn bằng chính số đó. Như vậy 5 trừ đi 0 vẫn bằng 5. 10 trừ đi bao nhiêu để vẫn bằng 3? Để bằng 3. Vậy thì em sẽ lấy ra 10 que tính. 10 que tính, kem chia thành 2 phần. Một phần là bằng 3, thì kem đếm số que tính ở phần còn lại. Lấy ra 10 que tính này, chia thành 2 phần. Một phần là 3 que, thì phần còn lại sẽ là 7 que, đúng không ạ? Như vậy, kem sẽ có là 10 trừ đi 7 bằng 3. Bao nhiêu cộng với 1 bằng 9? Như vậy kem sẽ lấy ra tổng là 9 que. Lấy ra 9 que. Kem chia thành 2 phần. Một phần là 1 thì phần còn lại sẽ là 8. Lấy ra tất cả 9 que tính này. Lấy ra tất cả 9 que. Kem chia thành 2 phần, một phần là 1 que thì phần còn lại sẽ là 8 que. Như vậy chúng ta có 8 cộng với 1 bằng 9. Tiếp tục sang bài tập số 3 và bài tập số 4. 3, 4, 5. Điền dấu là bài so sánh đấy. Muốn so sánh được thì kem sẽ ở đâu có phép tính thì kem phải thực hiện phép tính để ra kết quả. Sau đó thì chúng ta mới đi so sánh được. Như vậy ở đây kem sẽ thực hiện nào. Ta có 4 trừ đi 2. Thực hiện cái này. 4 trừ đi 2 thì bằng 2. Có đúng không? 4 trừ đi 2 bằng 2. Sau đó kem mới lấy 2 này kem so sánh với 5. 2 so sánh với 5 thì chúng ta có là 2 nhỏ hơn 5. Kem điền dấu bé hơn. Đấy. Trước tiên kem tính kết quả của cái phép trừ. Sau đó lấy kết quả so sánh với số bên này. Cái này thì kem phải tính kết quả của hai bên. Tính kết quả ra. Sau đó thì kem mới so sánh hai kết quả với nhau. 6 cộng với 0 thì bằng 6. Thấy chưa? 10 trừ đi 4 bằng 6. Như vậy cả hai bên đều cùng bằng 6 cả. Kem điền dấu bằng. Bài tập số 4. Bài tập số 4 thực ra dạng này thì nó là dạng dễ để cho các em lấy 2 điểm đấy. Đây các em chú ý này. Chúng ta có một con chim. Nó nằm ở trong cái này rồi đúng không? Đây có 3 con đang bay đến. Đang bay đến nhá. Đấy. Như vậy thì các em lấy số con chim đã có sẵn này. Các em cộng với phần đang bay đến. Đấy. Như vậy chúng ta lấy 1. Kem cộng thêm 3. 1 cộng thêm 3 bằng 4. Bay đến hoặc là thêm vào thì chúng ta sẽ đi cộng. Bay đi này, hoặc là ăn đi, hoặc là làm sao để mất đi thì chúng ta sẽ đi trừ. Đấy, và đối với cái phép cộng này thì kem lấy cái mà nó đã có sẵn rồi. Ví dụ như có sẵn ở trong cái tổ này, hoặc là có sẵn trên cành cây này, được chưa? Rồi kem cộng với cái số lượng nó đến thêm thôi. Cộng thêm cái số lượng đang bay đến.
Còn bay đi thì sao? Bay đi thì các em phải đếm tổng cả cả cái bức tranh này có bao nhiêu con chim đã. Có bao nhiêu? Phải đếm tổng bức tranh có 1 2. Đây là con vịt trời đấy. Đúng không? Ta có 1 2 3 4 5 6 7 8. Bức tranh này có tất cả là có 8 con, 8 con vịt. 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy lấy số con vịt của toàn bộ bức tranh, tức là lấy số con vật toàn bộ bức tranh, kem trừ đi số con vật nó bay đi. Hoặc là trừ đi số con vật ra khỏi chuồng, hoặc là trừ đi số con vật lên bờ, đúng không? Như vậy ở đây có 1 2 3 4 5 6 7 8, đếm cả bức tranh đi chúng ta có 8. Chúng ta trừ đi cái phần bay đi này, hoặc là ra khỏi chuồng này, hoặc là lên bờ này. Đấy. Như vậy ở đây thì sẽ bằng 5. Sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Đếm xem thử có bao nhiêu hình tam giác. Các em sẽ chia tam giác. Chúng ta có cái màu đỏ này là một hình tam giác. Được không? Màu xanh lá cây này là một hình tam giác. Tam giác thứ hai. Hình màu vàng này là một tam giác. Hình màu xanh da trời này là một tam giác. Như vậy chúng ta có 4 hình tam giác nhỏ rồi. Các em lấy tam giác màu đỏ cộng với tam giác màu xanh lá cây thì chúng ta được cái tam giác lớn này. Tam giác 1 cộng với 2 thì được tam giác lớn này. Được chưa? Như vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4 tam giác nhỏ. Đây là tam giác nữa này, là 5 này. Tam giác nữa là 6. Như vậy chúng ta có tất cả 6 hình tam giác. Nó bao gồm 4 hình tam giác nhỏ, 1, 2, 3, 4. Hình tam giác, 4 hình tam giác nhỏ rồi đúng không ạ? Đây là hình tam giác thứ 5 thì nó là hình 1 cộng với hình 2. Hình tam giác thứ 6 là hình 3 cộng hình 4. Được chưa? Như vậy nó là hình 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đây là 4 hình tam giác này. Hình 1 cộng với hình 2 ra một hình tam giác nữa này. Hình 3 cộng hình 4 ra một hình tam giác nữa. Như vậy chúng ta có tất cả 6 hình tam giác. Như vậy trên đây cô và các em chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái đề thi cuối học kỳ 1 của môn toán lớp 1 đề số 3. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các em hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video này ạ. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.